Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cả làm nhận được 6 đồng token TikTok LFT. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 8.500.000, 5.500.000, và đã có 1.593 tài khoản order, đã phát sinh 4.563 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calama.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm thứ hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn cho chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc này đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Solana của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ví hiệu token NTFT cho token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn truy cập vào bước 2, cái link giúp bọn đây để nhận token nhé. Rồi các bạn nhấp vào đây, yêu cầu ngay bây giờ. Thì chương trình AirDrop nó sẽ kết thúc vào 9 ngày nữa các bạn sẽ tranh thủ làm nhé. Và nếu các bạn có điều kiện thì bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.05 BLB mua cái đồng token này để hold và tích trữ lâu dài chờ cơ hội thị trường đạt tài khoản nhé. Đơn giản là mình như đây, mình đam mê của mình cho mình chia ra làm 3-4 ví để tích trữ nhé. Rồi các bạn cào lam thì các bạn nhấp vào đây, yêu cầu 6 TikTok là FT. Rồi yêu cầu cân đối BB, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cân đối. Ghi ra là 0.00065 BLB. Các bạn nhấp chất để xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi sai cào lam và đảo đáp lên sớm nhất nhé. Để cần đặt dự án đến chính quyền hình thức cần mới nhất chuyên về bọn 3 lần dịch trang. Nếu bạn chưa có tài khoản sao dịch, giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã sửa hướng dẫn các bạn cách khả năng nhận được 6 đồng token TikTok. Các bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.